nào cũng đẹp không các bạn? Chào chị, chào em nhé. Em là người nào em nhỉ? Hôm nay có tham gia đi ếch nhà gì không? Em đi chơi hay là đi tham gia? Đi chơi à? Nhà em ở xã nào em? Qua đây là chắc có người nào không em? Chật nhỉ? Em hôm nay bao nhiêu rồi? Trong cái hiệu ngày hôm nay nhé, cảm ơn em. Giới thiệu các bạn, đây là Vân Thanh nhé, là người dân tộc Lào, một bạn nữ hết sức là xinh đẹp và tươi tắn, cùng với bộ trang phục của người dân tộc Lào. Cảm ơn em nhé. Đây em đi. Đây phía sau lưng mình đây là các chị người dân tộc Lào. Các chị đến từ xã nào chị? Thắng Hòa. Đây là bộ trang phục mình may hay là mình mua gì? À, từ dệt từ làm là đến. Ngân à? Các bạn, đây là chị Ngân, người dân tộc Lào các bạn nhé. Bộ trang phục đẹp. Và bộ trang phục này là do đôi bàn tay của các chị tự Việt tự may lên các bạn nhé. Đó là trang phục truyền thống của các dân tộc ở huyện Tân Uyên, một cái huyện của tỉnh Lai Châu. Cảm ơn chị nhé. Đây, các chị đây. Các cô gái Lào các bạn nhé.